À, trước đây thì Mê Xe đã có rất là nhiều những video đánh giá xe này, chi tiết xe, so sánh xe, rồi xe nào hay, xe nào dở à, Nhưng mà chúng ta đôi khi đã bỏ qua lỡ mất một cái điều rất là quan trọng Đấy là cách nuôi xe như nào và tiền đâu để nuôi xe Thì à, đây cũng sẽ là chủ đề của cái số Mê Xe Postcard này Đấy là với một người lương văn phòng khoảng 10 triệu đồng thì làm thế nào để nuôi ô tô à, Trước khi bắt đầu thảo luận về cái nội dung này thì chúng ta sẽ có một số những cái rule nhất định đấy là để chúng ta dễ nắm bắt và thảo luận hơn. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ không tính khấu hao của chiếc ô tô và thứ hai nữa là giá xăng dầu thì sẽ cố định tại thời điểm bọn mình làm video này đấy là 23 590 đồng Đấy. Và mục tiêu của cái số này thì cũng sẽ là như ban nãy mình đã nói đấy là đối tượng là văn phòng đi. Và Lưu đây là 10 triệu một tháng. Lương một triệu <laughs> một tháng với gọi là trải nghiệm lần đầu mua ô tô thì có nuôi thì... được không? Đấy. <laughs> Thì uh, chiếc xe mà em sẽ lựa chọn mà nó em cảm thấy là phù hợp với cả người mua xe lần đầu đấy là một chiếc xe có mức giá từ khoảng 500 đến 600 triệu. Ừ. Thì uh, không biết là ví dụ với anh Linh này, thì theo anh là nên chiếc xe nào? Anh Kiên anh thấy chiếc xe nào thì phù hợp? Thực ra thì cái việc phù hợp nó lại còn nhiều yếu tố nữa cơ. Nhưng mà để mà đặt ra được cái yếu tố phù hợp đấy thì nói chung là lanh quanh cũng chỉ có vài mẫu xe thôi. Mua xe lần đầu thì bây giờ thường là người ta mua Accent. Ừ. Nên Accent bán chạy hay là mấy con kiểu uh, Ray sonet các Ray thứ, Sonnet. Sonnet. Hoặc là nếu mà có, có tiền hơn một tí thì người ta mua Corolla Cross rất nhiều. Ừ. À, nhưng mà gần đây thì có CX-5 rồi thì Corolla ừ. Cross bị đẩy xuống rồi thì chắc là từ tầm từ khoảng 500 đến, đến 600, đến, 600, đến, 600 đến 800 triệu chứ nếu mà xe năm đúng không? Đến 750 ừ. thì là là những người mua xe lần đầu. Điểm chung đấy là mức giá là một chuyện và thứ hai là thường là xe Nhật. Ừ. hoặc là vẫn là hoặc là à, xe cả xe an thường là xe Nhật Hàn chứ không phải là xe Trung Quốc. Ừ. À Trung Quốc có ZS nhưng mà cũng ít người mua lần đầu. À, thôi để em chọn cho em ừ. à, Thì à, em sẽ lựa chọn chiếc Toyota Vios, một chiếc xe có thể gọi là đã rất là quốc dân rồi và nó cũng có một số các cái tiêu chí em nghĩ là phù hợp với người lên xe lần đầu đấy là thứ nhất là logo Toyota uy tín thứ hai nữa là những cái chi phí bảo dưỡng rồi sử dụng của Vios của Toyota nói chung là điều rất là rẻ đấy thì với việc nuôi ô tô một tháng thì chúng ta sẽ phải có những cái mức chi phí cố định thì loại phí bao gồm phí đăng kiểm này phí đường bộ và phí bảo hiểm dân sự thì phí đăng kiểm ở đây là khoảng 340.000 đồng một năm dành cho xe xe con ừ. ờ, phí bảo trì đường bộ là 1 triệu 560.000 và phí bảo hiểm ô tô dân sự ngoài ra còn uh, phải mua thêm bảo hiểm vật chất tuy nhiên thì uh, em muốn xin ý kiến của uh, anh anh Linh và anh Kiên là với những người mới mua xe lần đầu thì có có nên mua xe bảo hiểm vật chất không bởi vì mức phí bảo hiểm vật chất của ô tô con ví dụ như Vios thì sẽ khoảng 7 triệu rưỡi một năm một số tiền khá lớn cao nhỉ <laughs> thì có nên theo anh hai anh là có nên mua không không là... những là ô tô mà nói chung cuộc đời nói chung ấy thì nếu có điều kiện mua bảo hiểm thì vẫn là nên, nên, nên mua ừ. bất cứ bảo hiểm bất cứ một cái gì đặc biệt là những thứ mà nó lại liên quan mật thiết đến hàng ngày những công việc hàng ngày ví dụ như là phương tiện đi lại này hay là mua bảo hiểm sức khỏe được hay bảo hiểm nhân thọ về việc đầu tư ừ. đấy thì nếu có điều kiện thì vẫn nên mua ừ. Ừ. Nhưng mà lại quay lại cái câu chuyện lúc đầu là với một cái khoản ngân sách tức là lương hàng tháng của họ chỉ có dao động trong khoảng uh, 10 triệu, 15 triệu chẳng hạn thì thì có, thì nên, có, mua đi, có, à? có nên mua hay không ạ? Thì ra, cân có nhắc đi. vào điều kiện thôi, nếu không có điều kiện thì không mua, còn nên thì vẫn nên mua. Ừ. Đấy. Không có tiền thì chịu. Không ừ, tiền thì chịu. <laughs> thì, tất nhiên rồi. <laughs> ngoài ra một những cái chi phí để mà nuôi ô tô thì chúng ta không thể không nhắc đến đấy là chi phí xăng dầu và chắc chắn là phải có xăng thì mới đi được ô tô. Và chi phí bảo dưỡng, chăm sóc xe rồi chi phí gửi xe. Thì ở đây em nghĩ chúng ta sẽ phân ra khoảng 4 tiểu khách hàng. Đấy là đầu tiên là người ở thành phố lớn đi, là những người như anh em mình. Rồi sẽ là các khách hàng đi thường xuyên sử dụng ô tô như là phương tiện chính giống như anh Linh chẳng hạn và một tệp khách hàng nữa cũng ở thành phố lớn nhưng mà không đi nhiều thường hạn như anh kiên anh kiên là thi thoảng anh kiên mới đi ô tô thôi bình thường anh kiên đi xe máy và hai tệp khách hàng nữa đấy là khách hàng ở thành phố nhỏ ở tỉnh và họ đi ô tô thường xuyên và tệp khách hàng ở vẫn ở thành phố nhỏ ở tỉnh nhưng ít đi đấy, đấy sẽ là bốn chân dung chính của chúng ta ngày hôm nay thì đi nhiều thì đi nhiều đi ít với đi bình thường thì sẽ như thế nào thì theo em thì là đi ít thì sẽ là khoảng dưới 10.000 km một năm ừ, đúng. đi uh, trung bình thì sẽ khoảng từ 10 đến 15.000 ừ. còn nếu mà đi nhiều thì chắc phải hơn 15.000 tuy nhiên nếu mà đi hơn 15.000 km một năm thì chắc là cũng không phải người đi bình thường mà là mà là chắc phải chạy dịch vụ đấy thì chắc cũng mới tiêu hết được khoảng từng đấy uh, ok thì chúng ta sẽ nói về, về khách hàng trước tiên đi khách hàng ở thành phố lớn đi thường xuyên di chuyển chủ yếu bằng ô tô thì người uh, anh Mạnh Linh ấy, người thường xuyên đi làm bằng ô tô và gửi xe hàng tháng thì anh thấy sao về cái việc sử dụng ô tô hàng tháng này? Đầu tiên là anh xin phép nói kỹ về cái đi thường xuyên của anh ở đây là gì. Tức là anh đi xe ô tô, ô tô là phương tiện di chuyển hàng ngày của anh. Anh không đi xe máy, cũng không đi xe đạp. Di chuyển đi đâu cũng đi ô tô hết. Uh, và nhà anh là cách chỗ làm khoảng 20 cây. Đấy là những cái con số để mọi người biết là mình sử dụng xe như thế nào cái đặc thù về địa lý về công việc của mình ra sao thì như đang muốn hỏi đây là những chi phí gì nhỉ? Ừ, những chi ừ, di chuyển ô tô di chuyển sử dụng ô tô cụ thể, uh, thể chia sẻ từng cái đấy. một đi ừ. uh, di chuyển thường xuyên và với mình có cái um, cái cái theo dõi xe ừ. theo hàng tháng thì đây có thể anh em dở những con số ra nhìn thấy ngay là trung bình một tháng mình đi khoảng cứ trên nghìn cây tháng nào cũng trên nghìn cây tháng nào đi nhiều hơn một tí thì nghìn rưỡi còn tháng nào mà có thêm một vài cái chuyến phải đi xa thì nó rơi vào khoảng hai nghìn cây thì cứ tính lấy con số trung bình là một tháng mình đi khoảng một nghìn năm trăm cây Đi khoảng 1 500 cây một tháng thì uh, cái chi phí mà chúng ta nhìn thấy được ngay đó là chi phí đổ xăng. Ừ. Một bình xăng của cái xe mình đi là đi được 500 cây đi. Cứ tính là đi năm 1 500 cây ừ, một, một cây. tháng thì mình mất uh, 3 bình xăng. 3 bình xăng, 3 bình xăng một, một lần đổ đây. đầy là mình mất khoảng triệu 1 đến triệu 2 tùy giá xăng. Với giá xăng ừ. hiện tại thì nó rơi vào khoảng triệu 2. Ừ. Triệu 2 uh, nhân với 3, 3, 3, 3, 3 bình xăng. 3 bình xăng là 3 triệu 6. Làm tròn xuống 3 triệu rưỡi đi. Tức là tiền xăng một tháng là mình mất 3 triệu rưỡi. Đấy tiền xăng tiền uh, ừ. Ừ. gửi xe mình gửi xe ở chung cư nhà mình là một cái chung cư ở ngoại ô ở ừ. ừ. phân khúc uh, phổ thông chung cư cũng không, không phải là chung cư thu nhập thấp nhưng cũng không phải là chung cư cao cấp thì ừ. nó rơi vào là một triệu rưỡi một tháng ừ. mức trung bình ấy ừ. uh, mình đi làm ở công ty thì là không có chỗ uh, để xe. xe. Thì mình phải gửi Mình gửi một mà một ngày, mất bao nhiêu? một ngày là mất từ 50 đến 70 nghìn Nhưng mà cứ tính cái mức chung là 50 nghìn một ngày đi 50 mình cũng đi làm cũng không phải ngày nào mình cũng lên công ty ừ. nhưng mà nếu ngày nào mình không lên công ty mình đi ra ngoài ừ. thì mình cũng, cũng sẽ phát sinh để, những cái phải <x2> gửi xe 50 thì 50 cứ tính một cái con số chung là cả gửi xe ở công ty và cả gửi xe ở ngoài phải. nếu mà đi cà phê thứ là cứ tính một tháng mình phải gửi xe 30 lần đi 30 ừ. mỗi lần uh, 50 <cười> nghìn <cười> là mất một một triệu rưỡi nữa ừ. đúng không Đó. là đây là những cái chi phí cố định mà có thể nhìn thấy được ngay về việc sử dụng xe là 3 triệu rưỡi cộng với một triệu rưỡi là 5 triệu cộng với 1 triệu 2 là 6 triệu 2 6 triệu 2. là chi phí cố định rồi nhá, để ừ. đi xe hàng ngày ờ, chi cố định phí gì tháng. nữa nhỉ? cố định hàng tháng, đấy, tháng ờ, đi xe hàng đấy. tháng nếu mà mình sử dụng xe liên tục với cái điều kiện của mình ấy, ừ. ờ, chi phí gì nữa nhỉ bảo dưỡng. anh là người rất yêu xe mà thường xuyên rửa xe rửa xe à đây chi phí rửa xe trước đi ừ. dễ tính mình thì thú tức với anh em là cũng lười rửa xe gần ừ. ừ. như là sẽ rất bẩn với rửa hoặc là ví dụ có hẹn cuối tuần đưa bạn gái đi chơi hoặc cuối tuần đi đám cưới thì mình mới rửa chứ còn ví dụ nhìn thấy hơi bẩn bẩn đi trời mưa đi rửa ngay thì không thì cơ bản là mình rửa xe cũng ít nhưng mà mình rửa xe lại lại rửa đắt tiền <laughs> ừ, rửa thường kia. là mình rửa trung bình mỗi lần rửa xe mình mất tối thiểu cũng khoảng tầm trăm trăm rưỡi thậm chí mình rửa 200 trăm nghìn một lần thì cứ tính là một tháng mình rửa ít rửa hai lần đi và rửa thế thì một tháng mất thêm khoảng tầm ba trăm nghìn bốn trăm nghìn tiền gửi xe nữa à, tiền rửa xe nữa bốn trăm nghìn nữa đi là 6 triệu rưỡi rồi Rồi 6 triệu 6 rồi đấy Còn gì nữa nhỉ? À, chi phí sử dụng Chi phí bảo dưỡng Bảo dưỡng nữa Chi phí bảo dưỡng thì cứ tính là 5.000 cây mà bảo dưỡng một lần ừ. 5.000 cây bảo dưỡng một lần mà mình đi xe phổ thông thôi ừ. Thì mỗi lần bảo dưỡng của mốc 5.000 cây thì nó rơi vào khoảng từ 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi Nhưng mà nếu tính như thế thì cũng đúng bởi vì là nó có những cái mốc đắt hơn Đắt hơn. hơn Mốc 10.000, 15 mốc 15.000 mình mình sẽ đặt lại là ví dụ vừa mua xe thì thường những cái mốc bảo dưỡng đầu thì nó sẽ chưa nhiều. Ừ. Thì ví dụ từ 5.000 đến 10.000 ấy 5 đến 10.000 10 đến... nó cũng khác nhau rồi nhá, mốc 5.000 với mốc 10.000 khác nhau, có thể đến mốc 15.000 thì nó vẫn lại là mốc Quay về mốc 5.000 ờ. Nhưng mà nếu mà để tính ra thì cứ mỗi nếu mà tính trung bình ra thì cứ mỗi 5.000 cây tôi nghĩ là sẽ phải mất khoảng tầm uh, 2 triệu thì mới được. 2 thử. triệu. Thế là một mà năm chia đều mất rồi. khoảng 4 triệu chia cho 12 tháng 2 triệu tiền bảo dưỡng cho 5.000 cây một tháng đi 1500 cây thì lấy 2 triệu uh, đã. 2 triệu chia cho chia 3. thì mỗi tháng cứ tính là tiền bảo dưỡng xe cứ gọi là 700.000 mình để ra đấy ừ. đúng không 700.000 tiền uh, tiền bảo dưỡng xe một tháng ấy. Ừ. mà đấy là với không có những cái phát sinh bất thường nhé không? không bị xe không bị lỗi lầm gì cả và không những lỗi lầm thì có bảo hành nhưng mà đấy thì cứ cứ phải tính ra cái chi phí gọi là chi phí um, dự phòng. Dự phòng. Đó. Yeah, thì mình cứ tính cái này là một triệu đi, đúng không? Ừ. Mình làm tròn ở lên ở đây là không phải là mình uh, để trang trí nhá, cho con số nó nhiều nhá Mà mình làm tròn ở đây là để mình luôn tính những cái chi phí nó ở mức độ gọi là thoải mái mình có Để mình không phải lăn tăn gì cả Thì chỗ này là bao nhiêu rồi? 6 triệu 7. 2 này, 400 nghìn rửa xe và 1 triệu tiền ừ. vào giữa. à? Ừ. Thì là 6 triệu 2 cái mà, với cả 1 triệu 4 là 7 triệu 6, 7 triệu 6. Còn ừ, gì nữa? Phí cầu đường Chi phí cầu đường, ừ, phí cầu, cầu đường xe. là nếu mà đi ra ngoài rồi ừ, đi tỉnh thứ Thì cái này cũng đặc thù Ừ nó cũng ừ, tùy Hết xui Cũng tùy cũng đường mình đi Thì cứ tính ừ, là một tháng nếu cứ mà... cho là cứ một tháng về quê một lần đi Để cho dễ ừ. ừ. Thì Một tháng về quê một lần thì anh Quê của anh là ở Thanh Hóa Thanh Hóa nếu anh nhớ không nhầm thì một chiều đi là tầm hơn 100 nghìn Ừ. Nhưng mà thỉnh thoảng mình lại đi lên nội bài nữa <laughs> Một chiều đi là trăm nghìn thì mình về một lần Thì đấy thôi một tháng khoảng trăm rưỡi tiền uh, cầu đường đi Đấy là sử dụng ấy nhá Sử dụng phổ thông nhá rưỡi Thế là hết 7 triệu 750 000 Trăm rưỡi đây là một, một chiều chứ hai chiều Ờ à, nhỉ, một quên 2 triệu, 2 triệu là 300 7 triệu 300. 8 Nói chung là loanh quanh chỗ này là 7 triệu 8 cộng với 300 nữa là khoảng 8 triệu rồi ừ tám triệu xe một tháng. 8 triệu là đấy với cái nhu cầu mình đi xe thay thay cho xe máy ừ. mình không có xe máy ừ. mình cũng không đi xe đạp mình chỉ chạy bộ hoặc đi ô tô thôi tám okay. triệu à? thế là tính ra nếu mà lương 15 triệu là riêng nuôi ô tô là mất khoảng một nửa rồi, Đúng rồi. đấy còn chưa ăn cơm nhé chưa thuê ừ, chưa, chưa thuê, thuê nhà, nhà chưa Đây, ăn đây là câu chuyện là đã có nhà ở Hà Nội ừ. Ừ. Đấy. Okay. Đấy, một chân dung khách hàng sử dụng xe đi chính đi gọi là toàn thời gian bằng bằng thay, ô tô thay, thay phương tiện thay phương tiện xe, xe máy, xe máy. Ừ. đấy thì sẽ hết khoảng 8 triệu một tháng ừ. à, còn ví dụ với anh kiên đi ừ, anh gọi là vừa có cả ô tô vừa xe máy không đi quá nhiều thì sẽ khoảng bao nhiêu không có nhiều à đầu tiên nhé nhà mình cách công ty là khoảng 10 cây nhưng mà mày có đi quá nhiều đâu mà mày tính Ừ nhá mày có đi nhờ. đi làm bằng ô tô đâu mà mày tính khoảng cách từ nhà đến công ty là mày đi Ừ ừ nói thế là ý là mình gần mình đi ô tô ừ. thì đầu tiên mình không đi thường xuyên và mình sẽ đi vào những cái dịp nào khi nào có việc thì mình mới đi ừ, khi nào có việc thì mình mới đi Việc ở đây là việc gì Ờ, có thể là công việc mà của công việc của mình mình làm việc mình đi quay hay gì đấy mà cần đi xe thì mình mình mới đi là một hoặc hôm nào mà là đấy hoặc là hôm, nào, xe xe đấy. Hoặc là hôm <laughs> nào đấy mà trời mưa quá thì mình chở vợ mình đi làm <laughs> thì mình mới đi ô tô rồi uh, uh, đấy một tháng thì cũng đâu đấy đi um, đi tỉnh một lần Ừ. đi tìm một lần đấy thì nói chung là một tháng là bạn đi ừ. khoảng bao nhiêu cây số một tháng tính ra thì để xem nào một tháng tính ra đi độ khoảng ơ ờ, một tháng tính ra tính ít khá ít độ khoảng ba bốn trăm cây ba bốn trăm cây ừ. thôi à, cứ nên... để cái mốc khoảng 500 cây bởi vì có nhiều lúc nó lại có nhiều việc là phải đi lại Thường hơi nhiều một tháng. À, để năm cây một tháng quãng đường bạn chỉ bằng một phần ba thôi rồi 500 cây một tháng nhá năm cây một tháng nhưng mà phát sinh ra vấn đề như này đúng ta là năm cây một tháng nhưng mà linh tính là một bình xăng là một một bao nhiêu một triệu hai một Chịu triệu hai. hai một bình đúng không ừ. đầy đúng không thì đúng một triệu hai một bình à, đi được một triệu hai một bình thì một tháng mất triệu hai tiền xăng một triệu hai tiền xăng ừ. rồi cộng với phí cầu đường <laughs> một một chiều đi nó là một trăm một trăm năm một trước mới tháng giá mới cây 153 000 Hai phòng à? Ờ. Thì 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 tính là tính rơi là... dư là, đâu đấy là khoảng 400.000. Ừ. Thì bởi vì cái số đấy cộng vào nó đã là 300.000 hơn 300.000 rồi. Ừ. Ờ đấy. 400 000 là còn ừ đúng rồi, 400.000 thì nó mới rơi dư được. Bởi vì tính ở đường đấy nó lại có một cái thu phí nhỏ nhỏ nữa mấy chục mấy chục nữa thôi khoảng ừ. độ 40.000 nữa. Thì đấy tính 400.000 còn chi phí gì nữa nhỉ à, gửi xe gửi xe xe thì không mất tiền ừ, anh kiên nhà mà mặt đất nên là cứ đỗ chùa không nhà à, nhà mình có nhà mình có không. chỗ đỗ. nhà mình có ở hà nội mà còn có cả chỗ Chúng để xe đổ. trong nhà nữa thì thôi các bạn hiểu tiền dầu thế nào nhà mình ở bên long biên nên là nó cũng ở quê thôi dạ. <laughs> bạn nói bên long biên ở quê mấy ông ở bên long biên vào chửi chết <laughs> mình nhận mình ở quê thôi không mất tiền ờ, không tiền gửi xe là không mất rồi ờ, đỗ thoải mái ừ, chả mất đề nhưng mà ví dụ anh đi đâu đấy cũng mất tiền chứ đúng không thì, đi đâu thì, đấy cũng, cũng phải có khoản ừ. ý là vẫn ừ. phải có khoản tiền sẽ không đi kiểu lặt vặt tức là kiểu ừ. đi, ừ. đi cà phê đi ô tô đi thì đi không cafe, ừ. Ừ. nó sẽ không, không mất đi tức là không thay vương tiền Ủa, chính ra đi lặt vặt cái chi phí gửi xe nó tốn khủng khiếp ở cái đấy là một cái chi phí ở thành phố lớn mọi người sẽ tốn rất nhiều nhưng mà vì không đi lặt vặt thì anh kiên ít mất tiền gửi xe ít mất tiền gửi xe Thôi cứ cho thôi một tháng Thôi cứ cho vào đây 200 nghìn ừ. đi 200 Cho 200 nghìn. vào đây 200 nghìn đi Cái chi phí nó dự trù ra một tí ừ. ừ. Dự trù. Ví dụ đi đâu đấy gửi xe Thì mỗi lần là 50 thì được 4 lần Thì cũng... ừ. ok, thế là vừa Rồi. Ừ. Còn chi phí gì nữa nhỉ? À... Tiếp tục giống như bảo bài toán lúc nãy thôi Bảo dưỡng, bảo, bảo dưỡng đó. rồi là Nếu ừ, chị nghe đi ít thì nghe một năm anh kiên Chắc chỉ bảo dưỡng một lần một năm bảo dưỡng uh, độ một lần Đúng đúng rồi, một, rồi. một, lần, một năm bảo dưỡng một lần. lần Mà xe của Kiên lại là xe không còn bảo hành nữa Không, không làm hay. hãng nữa Nên Thì là gần như chỉ thay Đang dầu ngoài. Ừ, Thực ra thay thiệt Nhưng bởi vì là mình làm ngoài thay dầu ấy Nhưng một lần mình thay cái loại dầu nó cũng đắt đắt ừ. cũng xịn xịn ừ. Bình thường người ta thay dầu như kiểu Toyota và Toyota thay dầu mất 5 lít Nhưng đây tiền dầu không của mình đã mất triệu hai <laughs> ừ. Thôi cái thế cũng khoảng 1 triệu 2 chia chị... lọc nhá. Thế anh tính cả vào không Chia cả cái mốc lớn nữa. <laughs> thì tính cả vào thì xem là khoảng bao nhiêu. Chia mốc lớn là mốc lớn đợt trước là một cái lần mốc lớn là mất uh, 7 triệu. Ừ. Thôi bây giờ cái km bạn đi bằng 1/3 của tôi thì bạn chỉ cần lấy cái số của tôi bạn chia 3 ra là xong đúng không bởi vì hôm ừ. nay mình cũng đã tính rất là kỹ rồi hình như lúc nãy mình tính là một tháng mất khoảng hai triệu à, một triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi triệu rưỡi đúng không tiền bảo dưỡng ừ. thì chia ba ra Múng thì chia 3 ra là mỗi tháng mất năm trăm nghìn năm nghìn. Nghìn. nghìn quá nhẹ nhàng Đấy. còn uh, tiền tắm rửa cho xe tắm rửa xe Đi ừ. một tra, lần rửa <laughs> <laughs> ừ. không như một tháng cũng tắm một lần nếu mà ừ. ví dụ ừ hai lít một tắm xịn tắm xịn à? <laughs> mình thường tắm tầm một lít hoặc hơn một lít một chút đấy tắm một lít tắm một lít cộng một thế lít là vào chỉ, đây chỉ chỉ xịt dị, vỏ với cả bôi xà phòng bên ngoài ừ. rồi thế tổng lại này triệu hai bốn chưa trả đủ chưa nhỉ rồi triệu hai ờ, 4. mình không có chi phí gửi xe uh, ừ. đỡ được rất nhiều đấy. là bao nhiêu chính là ngang với cả ở, ở tỉnh ấy. 500 giờ dạ, tỉnh mà 1,2 triệu 2 cộng 400 là 1,6 triệu 6, cộng 200 là 2,6 triệu 2,3 triệu là 2,6 triệu 2,6 triệu một tháng 2, ừ. Anh kia là 2,6 triệu 6 một tháng Tiền nuôi ô tô một chiếc Honda CRV <laughs> <laughs> ừ. này là tiết kiệm đấy ừ. Tiết kiệm tiết kiệm Bởi vì là câu chuyện ở đây là không sử dụng làm phương tiện chính Thì câu chuyện này nó nó sẽ hơi khác một tí ừ. Tức là cái xe để mà phục vụ cái nhu cầu Bởi vì uh, mỗi người có một cái nhu cầu sử dụng xe lại khác nhau ừ người thì sử dụng để thay thế phương tiện đi lại hàng ngày, Đấy, người thì sử dụng để sử dụng trong cái mục đích công việc đặc thù là thấy... cần có ô tô để 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 đi. Thế mới thấy là cùng ở thành phố cùng có ô tô nhưng mà có chỗ đỗ xe nó khác. Cái ông mà phải trả tiền đỗ đỗ xe, cái ông mà chỉ là cái xe để cuối tuần mới đi hoặc là mưa mới đi nó khác với cái ông đi hàng ngày tranh lệch cực kỳ lớn gấp thậm chí là gấp ba bốn lần. Ừ. Tính ra nếu Đúng. anh mà không phải người là xe là bớt được là hẳn, 3 triệu ấy. Hẳn... Một triệu rưỡi tiền gửi xe hàng tháng, tiền cố định. Đúng. Có những nơi giờ gửi xe tận 2 triệu cơ. Ừ, ở nhà em ừ. là hai triệu đấy. À? Thậm chí là ở trên những cái phố, tầm kiểu phố cổ quanh quanh cái đoạn phố Huế, cái rốn rùa ấy, gửi ừ. xe thậm chí đến 3 triệu mà không có chỗ mà gửi. Ấy. Đấy. Ừ. Kinh khủng. Rất là nhiều. Uh, bây giờ thì đi xa ra một tí. Uh, khách hàng ở tỉnh. Ví dụ nếu như ở tỉnh đi. Uh, ở tỉnh thành phố nhỏ thì họ sử dụng thường xuyên nếu như là họ sử dụng thường xuyên cái này thì em nghĩ là họ sẽ bớt đi một chút về cái tiền đỗ xe ở đỗ xe sẽ ừ, giống như anh kiên ấy ừ. nhưng mà lại đi nhiều như anh linh cơ thì bây giờ tính tức là người đi lại thường xuyên thực ra là hai cái phép tính mà chúng ta vừa tính ấy, thì chúng ta đã có thể suy ra được ấy, những cái phép tính của hai cái trường hợp sau ừ. rồi đúng không thì ví dụ như là ở tỉnh mà đi thường xuyên nhưng ở tỉnh tỉnh nào và ở đâu có không, không phải là cứ ở tỉnh ờ, thì mặc định là có chỗ để xe đúng đúng vẫn rồi. phải gửi xe đâu nhưng mà ở tỉnh thì gửi thường là nó 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 rẻ hơn nó, nó rẻ hơn đấy. là một này hai là nhiều khi là cái chỗ đỗ lại có nó nhiều rộng, ở nó rộng, rộng nó người ta mất ngoài đường bị kiểu đất trầm người đông ừ. như ở đây đấy. Ừ. thì uh, bớt được tiền gửi xe bớt cứ cho bớt được 3 triệu của anh đi hai triệu đi Tôi vẫn mất khoảng một triệu ừ. gửi xe và nếu mà đường thoáng thì xăng nó cũng giảm đi rất nhiều ấy nhá đường thoáng thì xăng lại giảm đi rất nhiều ừ, giảm sao? thậm chí là giảm một nửa ừ. Ừ. giảm từ 1 phần ba đến gần một nửa so với ừ. là đi ở hà nội liên tục tắt được là... ví dụ bây giờ tôi có ông anh ở ninh bình ấy ừ. thì đường ở ninh bình chả bao giờ tắt ví dụ ừ. ở những cái thành phố như là vinh hay là ở thành phố thanh hóa khi tắt ấy nhưng ở ninh bình chắc chả bao giờ tắt ừ. trừ khi có dịp lễ hội đặc biệt rồi đi hàng ngày rất thoáng mà lại đi tốc độ chậm nữa thì lại thực ra lại Điều ga. đều là đều, đều, đều thì lại tiết kiệm xăng tiết kiệm được một khoản về xăng nữa đấy Thôi mình cứ đưa ra những con số đi cho anh em dễ tham khảo. Ví dụ nhá, bây giờ anh sẽ mình sẽ so từ cái chi phí của mình ra nhỉ. Là là lúc nãy là chốt là 8 triệu rồi đúng không? Rồi. Thì bây giờ cứ tính là không mất tiền gửi xe đi. Ui, chú này triệu. riêng tiền gửi xe của mình lại mất 3 triệu Thì có 5 triệu Còn có 5 triệu cộng với cả là tiền xăng, tiền xăng ở đây mình tính là mình mất 3 triệu rưỡi một tháng. bởi thì vì ông ông đi đi quá nhiều quá nhiều và nó tốn ừ. lại còn đi trong xong phố đó. không, mình đang tính là họ đi cùng cái quãng đường với mình ấy. Ừ. à không, ở thành phố ấy, ở ở những thành phố nhỏ, ở những tỉnh nhỏ ấy, thì thường là người ta cũng không ở ngoại ô, cái khoảng cách nó xa này, ừ. người ta chỉ quanh quanh một chỗ. quanh quanh một chỗ và có đấy có khi đấy là quê người ta rồi ừ. người ta ở đấy luôn rồi. Ừ tôi có ông anh ở ninh bình ông ấy kể chuyện là ông ấy xin cho vợ vợ ông ấy làm giáo viên ừ. xin cho vợ chuyển trường bảo là cái trường hiện tại đang bao nhiêu bảo trường hiện tại cách nhà anh 5 cây bây giờ anh phải chuyển về cái trường chỉ cách hai cây thôi mình bảo mẹ có 5 cây số <laughs> chuyển làm gì nó mất công đúng không nhưng mà nhưng mà bạn phải về đấy bạn đi mới mới thấy bởi vì thành phố nó rất là nhỏ nên bạn đi để cái cái đến cái chỗ mà cách nhà bạn 5 cây là như kiểu bạn đi đi về quê rồi quê là, ra ngoài là, 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 ô xa, rồi xa. nên là nó anh ông ấy bảo là ừ thì khoảng cách nó không ấy nhưng mà vợ anh đi làm còn đi dậy tối cái thứ về nó nguy hiểm đường ừ. nó vắng <laughs> là đi một thế thì khoảng cách cũng rất là ngắn nên là vừa tiết kiệm xăng hơn này, ừ. khoảng cách đi diản ngắn hơn nên là có khi là cái xăng mình cứ mạnh dạn mình trừ đi một nửa. Ừ. Đúng không? Ở Đó đây thì... như mình tính là mình mất 3 triệu rưỡi nhân xong một tháng thì là ừ. chỉ còn khoảng 1 triệu 7 thì ở ơ ừ. 7 ừ. triệu 7 triệu 7 trừ, ừ. ừ. trừ hẳn 2 triệu đi. Trừ hẳn 2 triệu đi. Triệu 7 triệu 500 nghìn 5 triệu còn triệu rưỡi. Còn em đang tính với bối cảnh người ta đi nhiều, tức là thì cứ tính 2, 2 triệu đi, 2 triệu, 2 triệu đi. Đấy, 2 triệu. 2 triệu thì trừ đi 1 triệu rưỡi thì đây còn có 3 triệu rưỡi. Đấy, 3 triệu rưỡi mà đấy là đi nhiều chăm sóc thường xuyên tức là bằng kiên À đâu vẫn hơn kiên ừ, một tí, tí. Đâu nhưng bằng, mà vì bằng chứ? anh kiên là 2 triệu sáu à. thì và còn chưa kể là họ không đi thường xuyên nên là cái chi phí mà bảo dưỡng hàng tháng chia đều ra nó sẽ ít hơn nữa, đi nữa. không đi nhiều đi nhiều đang là đi nhiều đi thường xuyên đi nhiều đi thường xuyên nhưng mà như lúc nãy anh tính là bởi vì khoảng, bởi cách, khoảng, ừ, khoảng cách khoảng, khoảng cách, cách. Ừ. khoảng cách ngắn nói chung cũng bớt đi khá khá nhiều ừ, không phải bảo dưỡng nhiều thì mình cho như là một tháng họ đi tầm đâu đấy khoảng 500 cây mà tôi tính là đi triệu đi. rưỡi nhá tôi như đi tôi là bảo dưỡng mất triệu rưỡi một tháng nhưng họ đi thì chỉ đi 500 cây họ Thế cũng đi 1000 cây bữa, đi nghìn, nghìn cây đi bữa. thì họ chỉ còn 1 triệu để bảo dưỡng thôi tôi nghĩ nó dao động từ 500 đến 700 cây một tháng tầm đấy thì họ còn một triệu để bảo dưỡng ba triệu ừ. rưỡi trừ đi một, một triệu, có hai triệu, triệu rưỡi hai triệu rưỡi đây tiết kiệm hơn hẳn anh đến kia luôn Anh <laughs> <laughs> kia phải về quê sống công nhận là ui hôm nay mình cũng mình cũng ngồi với anh em mình cũng bắt đầu mới tính ra cái thật này. ra là do là mình 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 là mình có một phần gọi là may mắn mình không phải mất tiền gửi xe nên mình mới tính nhận được cái chi phí như thế Ừ. chứ không thì cái của mình nó cộng lên thì nó cũng phải gần 4 triệu. Tức là với cái của Kiên thì chúng ta xem có một trường hợp nữa là ở thành phố lớn thì là cái phụ thông hơn xe. là không có chỗ để xe ừ. thì cộng thì thêm là... tiền nữa. cộng thêm khoảng từ 2.6 2... nữa cộng thêm tầm 2, triệu. 2 triệu... 3 triệu... 3 triệu à 1 triệu rưỡi đi, triệu rưỡi, Triệu ừ. 2 triệu rưỡi. là 2.6 cộng với 3 triệu rưỡi 4, 4 triệu 4 triệu ừ. khoảng 4 triệu, triệu. Thì cũng phải 4 triệu. Ừ mà ở ở thành ở ở tỉnh ở tỉnh là mất cho 2 triệu rồi. Ui tranh lệch khủng khiếp nhỉ. Còn nếu mà không đi thường xuyên thì chắc là còn ít nữa ừ. thì còn siêu ít thôi khỏi Điều... tính ừ. thôi khỏi tính. rất ít rất đúng tiết kiệm nếu tính. không đi thường xuyên thì à không cũng, cũng, cũng chúng ta vẫn sẽ phải có những cái chi phí cố định một vài cái chi phí cố định khác cộng phải cộng thêm chi phí cố định khác vào mình đang tính là hai triệu rưỡi này đúng không hai ừ. triệu rưỡi mà không đi thường xuyên thì chắc ở đây chỉ trừ đi xăng là chủ yếu thôi ừ. trừ đi xăng xăng thì có cái độ dao động thôi bởi vì ừ. là còn tùy Nói chung ở... là dưới hai triệu đi dưới hai triệu dưới hai triệu một tháng Ừ, hèn gì thực ra bây giờ thế mình mới thấy là mình quen nhiều anh em cũng chỉ làm công chức các thứ ở ở quê lương, lương tháng tầm chục triệu, bảy tám triệu họ vẫn đi ô tô bình thường thì cũng đúng. Mẹ, chứ bây giờ Hà nội mà như mình lương tháng 10 triệu thì không ăn đây để, để khỏi ăn luôn, khỏi ăn luôn nha. Không ăn không ở ngồi ở trên ô tô thì mày <laughs> ra mới đủ tiền mà. Để để tính ra nhá nếu mà cộng cả chi phí ví dụ anh mua bảo hiểm thân vỏ này cả những cái chi phí về thuế mình phải đóng phí đương hàng năm năm tổng thì cái cộng chỗ vào, này là bao nhiêu cộng vào một tháng À, à còn chia đều cái, cái ừ, chỗ lúc chia. đầu đang nói ngay phần đầu thì cộng lại nhá một của... tháng với một khách hàng đi ở thành phố đi thường xuyên như anh là sẽ hết khoảng 8 triệu tám ừ. với anh kiên là hết ba triệu tức là cộng thêm bao nhiêu tiền cộng thêm tám cái... trăm nghìn tám trăm à, nghìn thì bao gồm phí bảo hiểm thân vỏ và cái chi phí cái chi phí cái phí, cầu định. đường ừ. chi phí cầu đường cái chi phí cố định cái đấy là chi phí đăng rồi. kiểm bảo trì đường bộ ấy ừ. với bảo hiểm trách nhiệm dân sự ấy, ừ. là, là, chi phí cố định hàng Đó. năm thì là cả bảo hiểm đấy nữa là 800 000 ừ. đấy thì với khách hàng đi thường xuyên như anh Linh là 8 triệu 8 ừ. anh kia là 2 triệu 6 với 8 triệu với 800, à, với, với 800 nữa. nữa 3 triệu 4 ừ. với khách hàng ở quê đi thường xuyên 2 triệu 2 triệu 8 2 triệu 8 ừ. thì vẫn rẻ đi nhiều, ở quê nhiều là 2 triệu rưỡi Cộng thêm 800 thì cũng mới có 3 triệu 3 triệu, 3. 3 triệu 3. Ừ. Còn đi ít thì cũng chỉ có 2 triệu 2 triệu 2 triệu, 2 triệu 8 Có khi cái tiền ừ. bảo hiểm thân vỏ đấy còn ít nhiều hơn cái tiền người ta Đến... nuôi xe, xe à? ừ. Đây là em đã tính bảo hiểm thân vỏ chưa? Rồi, rồi em tính vào rồi Tính hết rồi xong chia ra hả? Bảo hiểm 12 thân vỏ ừ. à? Ừ. 7 triệu rưỡi 7... một là năm ấy Đây là chi phí cố định ừ. Chia ra 12 tháng ừ. Là 800 nghìn một tháng ấy đấy thì chia ra thế này thì cũng trả lời được câu hỏi là có nên mua hiểm không thì mình nghĩ là vẫn nên mua vẫn nên mua Thử nhỉ người chia đều ra thì nó cũng trả bao nhiêu đáng bao nhiêu đỡ phải nghĩ Nếu có vấn đề gì thì có thể nhìn khái quát tổng thể cho anh em thấy là bối cảnh người sử dụng tức là mình mua xe mình sử dụng với mục đích như nào mà đây là chúng tôi đang tính là ở trên những xe phổ thông xe cứ tầm hạng C trở xuống ấy chứ còn ừ. ví dụ đi lên Santa Fe thứ là bắt đầu Chi phí Còn nó lại khác cao khác hơn rồi Xe ngay ngay máy hơn. dầu thứ nó cao hơn Còn đây mình đang tính Kiểu tầm từ Túc Sơn trở xuống CX5 ừ. các kiểu xe Còn đi Có thể cái đi xe bản. hạng A Nó lại rẻ hơn một tí nữa ừ. Xe hạng B Nó cũng rẻ hơn xe hạng C Nhưng mà kiểu kiểu đấy Nó sẽ không dao động quá lớn Tức là đây là một Gọi là một cái cơ bản Để cho anh em hình dung bản. được Là nếu như Mọi người mua ô tô Với cái khoảng đấy Tức là nó sẽ nhiều hơn ít hơn nhưng mà đây là một con số gọi là bọn mình tính nó ra khá là... là tương đối ừ, tương đối khá là tương đối. anh em hình dung được, thực ra với những cái mẫu xe mà nó ở hạng thấp ấy thì có thể đâu đấy là cái máy nó nhỏ hơn, nó tiết kiệm xăng hơn một chút nhưng mà đương nhiên là nó cũng không dao động quá nhiều em chạy ừ. hybrid. Còn những cái <cười> <cười> còn những Sên cái dân. mà chi phí cố định về gửi xe hay là về phí cầu đường rồi về bảo hiểm các thứ tính ừ. nó ừ. nó nó Không, nó không bảo hiểm thì cũng ừ. xe càng đắt càng càng ừ, càng cao tính nhưng ra đấy nhưng mà nó sẽ có những cái mình nghĩ là biên độ cộng trừ nó khoảng rơi vào khoảng 10% là anh em cũng mà tính 10 15%. Ai à, cũng căng ấy nhỉ. Ở thành phố mà đi xe thường xuyên là cũng kinh khủng ấy đùa đâu. Từ dưng làm video này lại nghĩ mình có nên đi ô tô nữa không? Không. Ừ. không nhưng mà đấy, để để người ta hình dung được bởi vì thực sự cái nhiều người nghĩ mua xe nó rất đơn giản, nhưng mà đến khi tính ra để nuôi thì nó lại không dễ như thế. Và ở đây là mình còn chưa tính những cái chi phí phát sinh cơ tức là khi đi ông đi ô tô ừ. thì ông lại phải đi đến chỗ như thế nào đến chỗ này chỗ kia ừ, đúng rồi. không phải là vì mình đi để mình làm hình ảnh nhưng mà ví dụ ông ông khát nước ông vào quán trà đá ông đi xe máy ông phóng bịch và ông đặt xe để ông vào ông uống cốc trà đá đi ô tô không được ông đúng phải rồi, đến, cô đến ông phải đến quán cà đi, phê cơ đi ô tô đi ăn sáng <laughs> bình ừ. thường hay ăn ở trong ngõ nhưng mà ừ. hôm nay đi ô tô không thể đi vào được thế ừ. là phải phải đỗ xe ở đấy và đi ăn phở ở chỗ khác ví dụ bình thường mình ăn thì bát bảy chục nhưng hôm nay ăn ở chỗ đỗ được ô tô mất trăm rưỡi ừ. Đấy. Ừ, okay. hay như anh là vì anh đi ô tô nên thỉnh thoảng là có việc gì ở trong phố chẳng hạn thì có thể anh mượn xe máy được thì anh đi xe máy nhưng mà đấy nếu mà gọi tính mượn xe máy thì mình cũng phải đổ xăng thêm cho xe máy đúng không còn nếu không được là mình đi grab lúc khi mình có việc gì mình chạy ra cái rồi mình chạy về chứ mình không lại không phóng ô tô ra đấy mình phóng ô tô ra đấy thì thứ nhất là mất công lấy xe thứ hai là ra đấy lại phải gửi xe hay là mình đi đến những cái chỗ nào mà không có chỗ đổ để xe thì thôi mình không đi mình lại đi grab ờ đấy tốn là tốn tiền ở... nó, cái, nó sẽ cái cộng nhiều hưởng kiểu... ừ. nó cộng hưởng cái này nó lại tốn cái kia gì nữa nhỉ? Ví dụ như hôm mình nói chuyện với cả ông Ngô Minh từ cái đợt tính chỗ con xe còn mấy cái loại chi phí nữa cơ. Hôm đấy là còn tính cả khấu hao ở đây thì đây là hôm đây, đây là, là mình còn chưa khấu tính khấu hao xe hao mòn rụng rời vỡ nát các kiểu. Nhưng mà đúng là nếu mà anh em nhìn góc độ xe là tiêu sản thì cái khấu hao cũng là một cái cũng phải tính vào chi phí hàng tháng. Một năm ông đi xe mất tổng bao nhiêu? Đúng rồi. <laughs> Nhưng mà ở góc độ ở đây đang đang muốn truyền tải đó chính là về chi phí sử dụng xe ừ. thì ok thì có thể là tạm dừng lại ở đấy thì cũng cũng được Đấy thì để lại cho anh em những cái con số để anh em hình dung được là nếu như anh em mua xe dùng cho mục đích nào, trong hoàn cảnh như thế nào thì sẽ là phù hợp và nó tương xứng với cái thu nhập hàng tháng của mọi người. Tất nhiên là ban đầu thì là 10 15 triệu là bọn mình đặt tiêu đề như vậy. Còn nhưng mà anh em có thể có thu nhập cao hơn chẳng hạn. Đấy thì nó cũng sẽ tương tự với cái thu nhập của mọi người. Nhưng mà em em thấy thế này nhá. Phải hỏi thêm những người đang đi ô tô là anh em thấy lần tức là cái chi phí sử dụng xe ấy thì nên chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong thu nhập của mọi người à, hay là à. cụ thể hơn đi thì chia ra mình vẫn dựa theo bốn cái trường hợp này này ừ. thì theo theo anh em là ví dụ như với cái mốc cao nhất là ở đây chúng ta đã liệt kê ra là 8 triệu 8 một tháng ừ. thì lương khoảng bao nhiêu thì đi đi cái nên đi cái, nên đi cái tầm ừ, nên 9 triệu cái một, tháng. 9 triệu, 9 triệu một 9 triệu tháng 9 triệu một tháng thì, triệu thì mình nghĩ rằng là cái mức lương để mà nó phù hợp với người có gia đình ấy một con nhỏ ấy thì đâu đấy cũng phải có tầm uh, 30 đổ lên. là 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 cũng là mức hợp lý. Thế sao thu nhập của mình có 5 triệu rưỡi mình vẫn đi được xe? Ừ 5 triệu yeah. rưỡi đấy là vợ đưa 5 triệu rưỡi. <cười> <cười> ờ, em em thì thấy là chiếm khoảng 1/4 là tức là mức gọi là sát nhất, tức là 1/4 là sát nhất, tức là 1/4 để cho ô tô còn lại những cái khoản khác là để chi tiêu ăn uống linh tinh rồi con cái nó thì nữa tiết kiệm thì nó là, là xác nhất. sát nhất phát sinh ừ. Ôi, lương 5 triệu rưỡi nhưng mà bố vợ một tháng cho 100 triệu <laughs> Đây là tôi, đấy là tôi <laughs> Tôi đi thoải mái Thậm chí là tôi mua bim cái chi phí nó còn Chi phí bảo dưỡng Kinh hơn <laughs> Mấy ơn. con đấy thì đúng là nó chỉ hơn xe phổ thông là chi phí bảo dưỡng thôi À với cả chi phí bảo hiểm Bảo hiểm của một con bim 3 tỷ thì nó phải rơi hai mấy triệu một năm À hai triệu, mấy triệu một năm chứ nó không còn mức 7 năm. triệu mấy đâu Nó sẽ gấp mấy lần Thì tính ra một năm đâu đấy uh, sẽ gấp đôi gấp đôi lên Thì tính ra là Linh sẽ mất đâu đấy khoảng 40 triệu một năm ừ còn chi phí bảo dưỡng của mấy con bim thì mấy con xe sang nhé gọi là xe sang tầm thấp nhất nhé tầm, tầm gọi là xe sang cỏ nhá thì cỏ. nó cũng phải gấp khoảng từ 3 đến 4 lần so với xe phổ thông, phổ thông rồi phổ thông. Ui nhân lên nó lại mười mấy Đúng triệu rồi. cơ số lại rất Tâm nhiều bố vợ lại phải cho 200 trăm triệu nữa. hồi đấy tôi đã hỏi hỏi thử con Mercedes xe ấy ừ. là bên đấy họ tức là xe sang thì thường là những cái phẩm cấp về chất lượng về dầu với đồ đạc cao hơn là, tiền dầu không mà tôi hỏi nó cũng rơi vào tầm 2 triệu tư chưa lọc <laughs> lọc 2 triệu hai triệu nữa đây là tiền dầu và lọc ừ. còn chưa công thay rồi còn chưa bảo dưỡng những thứ khác ừ, đấy. Đấy mà xe đức à, nói, nói chung nhá là khấu hao nó còn kinh hơn ừ, nếu mà tính cả khấu hao của giá xe nữa thì nó nên, không là kinh không kinh không. nên là không, nên mua xe đức cũ dành cho những người không có nhiều tiền nghĩ ừ, ít tiền nên là ra <laughs> cách đây lâu lâu anh cũng đã theo dõi trên hội mạch ấy thỉnh thoảng anh em hay thảo luận là lương bao nhiêu tiền một tháng ấy thì anh anh em hội mạch thì đều bảo là tầm ít cũng phải bảy tám chục tầm khoảng trăm triệu hoặc là trên trăm triệu thì người ta mới đi mạch đúng rồi bởi vì xong ở ờ, có một nói đến tiện đây nói đến kiểu xe sang như thế vẫn có nhiều người đưa quan điểm rằng là nhiều khi lên mạng nhiều người cũng đưa quan điểm là uh, xe sang hay mẹc bim ấy không tốn như thế đâu nó cũng chỉ như xe phổ thông thôi rồi các thứ, các thứ... bắt đầu tôi cũng soi xét cái chuyện đấy mà tôi nghĩ như thế nào là giống xe phổ thông thì khi mà suy xét ra những cái thứ mà chúng ta cần phải bảo dưỡng hay cần phải thay thế hay là cần sử dụng hàng ngày như thế nào ấy thì nó vẫn đắt hơn, nó không thể nào như xe phổ thông được. Không thể bằng, không thể không bằng, thể được. bằng được. Không thể bằng không được. Không, thể bằng không bao mà. giờ có cái mùa xuân đấy. Nên anh em đừng nghĩ thế chỉ có những con xe vì anh em nói như thế có thể là những cái con xe cũ hẳn mang ra ngoài bảo dưỡng, kể cả mang ra ngoài ừ, nó, vì nó vẫn phải dùng là... cái dầu đấy chứ nó ừ. không thể dùng dầu như xe Hyundai được. Ví dụ 750 thì ông thay ở ngoài chắc 740, Đấy tầm đấy Thế ừ, thôi chứ cũng không, không thể không hơn được. Rẻ hơn nhiều được. Rất khó. Chưa kể là đi xe Đức cũ nữa nó lại còn có những cái chi tiết rủi ro và thay là toàn là phải thay cả cụ. Đúng rồi. Đấy kiểu kiểu thế. Thôi không bàn sâu, sâu 10 chính bản thân mình cũng chưa chưa có hiểu biết đấy. Mình đang có ý định nhảy hố vôi <laughs> mạch 7 um, bảy, bảy series 2004 ấy con đấy xong đảm bảo có hơi có bị nhiều câu chuyện để mà lên đây bốc quét với gái anh em ấy. À, Lúc nãy là chỗ là 1 một, một phần 4 thu nhập à? Thì 3,5 triệu như kiên ở đây chẳng hạn là đây là tính cả tiền gửi xe rồi đây này. Ừ. Thì tính ra 10 triệu một cũng tháng. Là nhưng... 4 4 3 12 4 4 khoảng 14 15 triệu. 10, 10, 14 15 15 triệu. Ừ. ừ. Tức là gọi là mức sử dụng như anh Kiên. Ừ. Khoảng ở đây là 3 triệu rưỡi à? Ừ. 3 triệu rưỡi ừ. một tháng rồi. thì thu nhập khoảng 15 triệu là vẫn nuôi được. Vừa. Còn vừa. 2 triệu Còn là, là vừa. mà nhân vừa. 4 là khoảng 12 triệu đi. Đúng không? Ồ thấy thì vậy thì nhá, nếu mà anh em ở thành phố ừ mà như kiên đi ít thì 15 triệu một tháng đi ô tô ok rồi vẫn nuôi được ở ở tỉnh thì đấy 15 triệu một tháng là đi nhiều đi hàng ngày luôn rồi còn nếu mà thỉnh thoảng mới đi thì lương tầm chục triệu tầm chục triệu hơn chục triệu đi được rồi thì cũng cũng được nhỉ thì anh chuyện ô tô phổ cập nó cũng là dễ thôi bởi vì bây giờ kiếm tháng 10 triệu thì 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 nó cũng là cái mức thu nhập cơ bản mà, ở đây là mình đã tính là tính dôi ra rồi không phải là tính sát mà tính mình đã tính dôi ra rồi để anh em dễ hình dung hơn đó vậy thì chỉ đúng là thu nhập ở mức phổ thông cái cái, cái tiêu đề đang đưa ra là nó cũng hơi gọi là hơi kiểu click một tí <laughs> nhưng mà đúng là tầm cũng tầm 10 triệu ok uh, bây giờ chúng ta sẽ chốt lại đi về các cái con số như ban nãy bọn mình đã nói rồi 8 triệu tám cho người đi xe thường xuyên 3 triệu rưỡi là giống như anh Kiên này là có ô tô ở thành phố nhưng mà đi ít và 3 triệu 3 và 2 triệu 8 dành cho những người ở tỉnh ở thành phố nhỏ thì với cái mức chi phí như này thì ví dụ anh em như tiêu đề video mình đã đặt đấy là 10 triệu cho gia văn phòng thì anh em hoàn toàn có thể nuôi được ô tô nhưng mà sẽ yêu cầu một số điều kiện đấy là anh em sẽ phải ở tỉnh. Còn nếu như anh em đang ở thành phố thì có thể sẽ phải cố thêm một chút, khoảng 15 triệu, mức lương 15 triệu một tháng thì sẽ nuôi ô tô nó ở mức thoải mái hơn. Còn nếu như anh em muốn đi thường xuyên thì chắc anh em phải làm nào để tăng lương gấp đôi nhưng mà cái đấy thì nó sẽ ở một level khác rồi. Đấy Ok, chúng ta đã giải quyết được bài toán của cái số podcast này. Đây là 10 triệu có mua ô tô hay không? Không, đây là mình mới tính đi ô tô nhá. <cười> <cười> 10 15 triệu mà mua ô tô là bố phải cho tiền mua ô tô. <cười> <cười> Chứ còn <laughs> 15 triệu mà mua được ô tô thì mỗi tháng tích có bao nhiêu? Cơ số đấy, mỗi tháng cũng phải tầm 10 ấy. triệu. <laughs> 10 triệu thì một năm mới được 100 triệu. 3 năm, 3 năm. Ví dụ là vợ chồng trẻ đi tính gọi là hai người cộng vào lương xem xem nhau thì có khi tiết kiệm được. Ừ. Nhưng mà cũng lâu, nhưng mà, cũng nhưng mà thôi. Cái chủ đề mà bao bao nhiêu tiền mua được ô tô thì xin phép sẽ để dành cho một số podcast khác. Còn hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở chi phí mua ô tô và rất mong là có thể gặp lại anh em trong những số podcast tiếp theo. Chẳng hạn về số podcast về làm thế nào để có tiền mua ô tô chẳng hạn. <laughs> <laughs> ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em lấy nhé. Vợ giàu, lấy vợ giàu, lấy bố vợ giàu. <laughs>